Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ, lời thơ Đinh Hữu Tân, chuyển thể Chèo Hồng Vân, phối khí và dàn duyệt nhạc sĩ Xuân Hiền, thể hiện nghệ sĩ Thu Hòa. Vâng thưa quý vị, đó chính là những cái lời ca, tiếng nhạc thể hiện tình cảm của một người con dành cho người mẹ đã mây trắng về trời. Có lẽ biết bao nhiêu lời ca, tiếng nhạc khi được cất lên về người mẹ, về đấng sinh thành thì đều khiến cho chúng ta tràn ngập trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc. Và trong chương trình ngày hôm nay, một chương trình được phát sóng vào đúng ngày Vu Lan, chúng tôi xin được mời đến trường quay những vị khách mời để cùng chia sẻ thêm câu chuyện này. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn sự hiện diện của những vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, đầu tiên xin được giới thiệu đó chính là nhà thơ Đinh Hữu Tân, tác giả của bài thơ Vu Lan Nhớ Mẹ, được chuyển thể thành tác phẩm mà chúng ta vừa mới được nghe. Vâng, vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu đó chính là nhạc sĩ Xuân Hiền, phó trưởng đoàn ca nhà dân tộc, nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, và vị khách mời thứ ba đó chính là nghệ sĩ Thu Hòa, nghệ sĩ tài năng trẻ của nhà hát Chèo Hà Nội ạ. Rất là cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một ekip đã cùng nhau tạo nên tác phẩm mà ngay từ đầu thì khán giả đã được thưởng thức, có thể nói là một tác phẩm với đong đầy những cảm xúc. Và ngay phần mở đầu chương trình ngày hôm nay ạ, chúng tôi rất là muốn nghe sự chia sẻ của tác giả lời thơ Đinh Hữu Tân. Ông đã viết cái bài thơ này như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, xuất phát cái bài thơ Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ thì cũng rất tình cờ. Trong cái buổi đi làm việc ở cơ quan năm 2015, tôi nhớ không nhầm thì lúc đấy vào ngày khoảng 12 tháng 7 âm lịch. Thì bình thường tôi lên cơ quan làm việc thì tôi cũng bình thường là xé cái tờ lịch hàng ngày thôi. Nhưng lúc đấy xé cái tờ lịch thì tôi nhìn thấy dưới lịch âm thì là đúng là cái tháng 7. Thì tôi nghĩ đến cái Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ, báo hiếu cha mẹ. Thì lúc đấy tự nhiên trong tôi một cái tình cảm về người mẹ đã khuất của tôi rất lâu. Nó trào dâng một cái cảm xúc rất là mãnh liệt về cái người mẹ đã khuất. Và sau đó tôi lật cái tờ lịch đó, tôi viết luôn bài thơ Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ. Biết bao mùa con trẻ đã rời xa, nơi xứ lạ ngày qua ngày con nhớ. Nhưng mẹ ơi, nghiệp trần con nặng nợ, trả cho người khi bến lỡ thầm đau. Đấy là nguồn gốc xuất xứ của cái bài thơ đó. Và sau đó tôi viết lên cái bìa sau của tờ lịch. Thì về cũng vô tình vợ tôi có mở ra xem và cũng mong muốn tôi là về quê trước phần mộ của mẹ tôi và đọc bài thơ cho mẹ được nghe. Sau khi tôi đọc xong cái bài thơ đó thì vợ tôi cũng yêu cầu tôi là hóa cái bài thơ đó trước cái phần mộ của mẹ. Cũng rất may là trước khi hóa cái bài thơ đó thì có chụp lại. Nếu không bây giờ tôi cũng chẳng nhớ cái bài thơ đó là như thế nào nữa. Sau khi bài thơ ra đời thì nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan thấy bài thơ hay và có xin để ngâm thơ và đưa lên thành một cái đĩa CD. Và sau đó thì nghệ sĩ Thu Hòa cũng có xem và thấy là một bài thơ rất là cảm động và cũng là muốn để có một cái tác phẩm về chèo, về nhân cái ngày Vu Lan Nhớ Mẹ, thì Hòa cũng đã bảo tôi đồng ý để cho Hồng Vân chuyển thể và qua nhạc sĩ Trần Xuân Hiền phối khí và dàn dựng đấy. Và một cái thành công của cái bài này tôi nghĩ cũng đấy là một cái người mà hôm nay không có mặt ở đây, đấy là một cái đạo diễn Văn Hồng, một cái đạo diễn cũng có nhiều cái hình tượng, nhiều cái hình ảnh, để cái hình ảnh mà người mẹ và gánh hai đứa con ở ngoài đồng và người mẹ thái rau bóp cỏ, thì đấy là ý tưởng của đạo diễn Xuân Hồng cũng đã làm nên cái thành công của cái tác phẩm này. Với nhạc sĩ Xuân Hiền ạ, khi mà nhận được cái tác phẩm Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ mà đã được nhạc sĩ Hồng Vân chuyển thể chèo đấy ạ, và anh là người phối khí cũng như là dàn dựng tác phẩm này, thì anh có một cái cảm xúc như thế nào khi tiếp cận với tác phẩm ạ? Anh Tân là một người sống rất nội tâm, tình cảm, và anh có rất nhiều cái ký ức rất là đẹp về cuộc sống, về tuổi thơ, về tình yêu. Tôi đã được nghe anh Tân anh kể qua về cái cuộc đời của anh rất là vất vả. Cho nên là khi mà được anh tin tưởng, cũng như là em Thu Hòa tin tưởng giao cho để phối khí và dàn dựng tác phẩm này cho nghệ thuật chèo độc lập, rất là độc lập. Một tác phẩm mà để hát một bài mà lột tả được hết cả nội dung của cái cốt, có cốt truyện rất là khó. Bởi vì là thường một ca khúc thì hát xong mọi người là chỉ nghe xong chỉ loáng thoáng thôi. Nhưng mà đây là một cái bài thơ mà khi chuyển thể sang chèo được nghệ sĩ tài năng trẻ Thu Hòa thể hiện, thì khi mà chỉ trong một ngày đầu tiên phát hành trên kênh YouTube mà đã có tới mấy chục nghìn, 30.000 mà của nghệ thuật chèo, chứ không phải là nhạc trẻ như các bạn cốt ra bây giờ. Khi mà nhận cái tác phẩm này để dàn dựng thì tôi cũng rất là suy nghĩ làm thế nào để cho đến được gần với khán giả để họ thưởng thức, và tôi đã nghĩ ngay ra cách riêng của mình để tôi làm. Nếu mà như một nhạc sĩ của chuyên phối khí dàn dựng cho sân khấu chèo thì họ sẽ làm khác, và để cho khán giả yêu chèo mà chỉ được thưởng thức qua những cái tác phẩm nhỏ như thế này thì là họ rất là khó nghe. Bởi vì là cái âm nhạc của sân khấu thì bao giờ nó cũng mạnh mẽ, và nó có cái gì là nó phải thực tế, để truyền tải thực tế, và mắt phải nhìn, tai phải nghe thì mới hiểu được. Nhưng mà khi tôi xử lý tác phẩm thì tôi chỉ cần là tôi hình dung ra hình tượng. Cái khi mà tôi đọc được bài thơ của anh Tân thì tôi đã hiểu ra cả một cái nội dung, cả một cái hình tượng sân khấu nó đã về, và cảm giác là từ khi nhỏ như thế nào đến khi trưởng thành thành đạt thế nào, thì trong cái âm nhạc của tôi đã lột tả được cái tình cảm đó. Vâng, có thể đây cái sự đồng điệu trong tâm hồn đã tạo nên một cái tổng thể tác phẩm mà từ một lời thơ rất là cảm xúc, rất là hay đó rồi dẫn đến một cái những cái phần thể hiện cũng vô cùng xuất sắc, và một điều mà khiến cho tác phẩm thành công đến thế, đó chính là nhờ giọng hát của nghệ sĩ Thu Hòa. Nghe chị ấy hát trong tác phẩm này thực sự vô cùng thổn thức. Phải nói là Thu Hòa cũng rất là may mắn khi vẫn đang còn mẹ, và khi mà được anh Đinh Hữu Tân ra cho cái tác phẩm Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ. Bố của Thu Hòa mới mất tầm gần 1 năm, thì những cái cảm xúc của một người con bị mất cha thì hầu như nó vẫn còn trọn vẹn. Thì khi vào mùa thu thì thực sự là Thu Hòa rất là xúc động, cảm giác như mình bị nghẹn lại, vì là hát về mẹ nhưng mà Thu Hòa lại nhớ lại cái hình tượng người cha của mình đã mất, nhớ về những cái kỷ niệm mà cha còn sống. Và khi mà lúc cha đưa đón rồi là trên đường đi công tác về, đi học về, đấy, cha ra đón. Và đến bây giờ thì khi mà vào cái tác phẩm của anh Đinh Hữu Tân ấy, những cái lời văn ấy, thì nó hầu như là nó lột tả hết cảm xúc, và Thu Hòa gần như cũng chẳng cần phải diễn bởi vì nó đúng cái nội tâm của mình rồi. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là không chỉ cá nhân tôi hay là các anh chị ở đây, những người đã rất là dành nhiều tâm huyết cho cái tác phẩm Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ, mà với rất nhiều khán giả khi họ đến với tác phẩm này, tin rằng là với mỗi người đã cũng đặt thấy được cái câu chuyện của mình trong đó, thấy được hình bóng người thân yêu của mình ở trong đó. Có thể chúng ta còn mẹ bên cạnh hay không còn mẹ bên cạnh, thì khi nghe ca khúc ấy đều sẽ có chung một cái sự tổn thức như vậy. Và đây đối với nhà thơ Đinh Hữu Tân, ông đã viết ca khúc này khi mẹ ông không còn nữa. Hình ảnh người mẹ ở trong bài thơ ấy là hình ảnh của một người mẹ từ quá khứ. Và đó là nỗi niềm của một người con hướng về người mẹ của mình với tất cả những niềm yêu thương nhất nhưng không thể sờ tới được, không thể chạm tới được nữa. Ông có thể trong chương trình ngày hôm nay chia sẻ thêm một chút những câu chuyện của mình, những kỷ niệm của mình về người mẹ, người mà đã giúp cho chúng ta ngày hôm nay có một tác phẩm thật hay để thưởng thức. Có thể nói rằng là với tôi thì nó hơi khác mọi người. Sinh ra và lớn lên thì cũng đã sớm mất mẹ. Sau đó cũng 10 năm sau thì tôi mất bố. Đấy là một cái thiệt thòi cho bản thân tôi. Cho nên là trong cái ký ức của tôi về người mẹ cũng rất mơ hồ, bởi vì lúc đấy tôi còn rất bé, không hình dung nổi. Cho nên là chỉ thông qua những cái hình ảnh thực tế của những bà mẹ và những người con hiện tại đang sống. Và trong một cái lần mà tôi nằm trong một cái vùng núi rất heo lánh, thì lúc khoảng 2-3 giờ sáng, trời mùa đông rất rét, tôi tỉnh dậy nghe một cái lời ru của một cái bà mẹ ru con. Tự nhiên trong tôi thì nó bừng lên một cái hình ảnh một người mẹ. Và đêm hôm đấy tôi cũng đã tỉnh dậy, lúc 2-3 giờ sáng tôi viết luôn bài thơ Trong Đêm Khuya Nghe Tiếng Ru Nhớ Mẹ. Và cái hình ảnh người mẹ trong các bài thơ của tôi, trong các cái tác phẩm của tôi, thì những người mẹ tần tảo như bao người mẹ khác của một người mẹ Việt Nam. Thì tất cả những người bà mẹ tôi nghĩ đều là như thế, tần tảo với gia đình, với chồng con, vất vả sớm hôm để nuôi con trưởng thành. Không chỉ là Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ, ông còn có rất nhiều những sáng tác khác về người mẹ, người cha của mình, về những đấng sinh thành. Và chúng ta cũng thấy một điều thật là rõ ràng, mẹ, cha, đấng sinh thành, đó luôn luôn là một đề tài, một chủ đề mà có lẽ là lấy ra nhiều cảm xúc nhất, và cũng là một cái nguồn cảm hứng lớn nhất dành cho các nghệ sĩ khi sáng tạo ra những cái tác phẩm của mình. Và có lẽ ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm khác của nhà thơ Đinh Hữu Tân. Mời tất cả quý vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tới với một clip tiếp theo, một tác phẩm khác của nhà thơ Đinh Hữu Tân. Công cha như núi Thái Sông, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, gửi trong khúc nhạc lời ca từ tâm ơn mẹ, ơn cha trọn đời. Lòng những sáng tác về mẹ, về cha, những người gần gũi như vậy á, nhưng để làm được hay rất là khó. đối với nhà thơ Đinh Hữu Tân, đối với nhạc sĩ Xuân Hiền là những người làm sáng tạo trong lĩnh vực này. Các anh nhận thấy rằng là khi mình viết hay khi mình làm một cái điều gì đó sáng tạo nghệ thuật về đấng sinh thành thì cái điều quan trọng nhất để thực sự lấy được cảm xúc hay thực sự làm cho hay cho tới thì đó là gì ạ? Vâng, mời nhà thơ Đinh Hữu Tân. Để có một cái tác phẩm chạm đến cái trái tim của mọi người thì trước hết bản thân tôi nghĩ là tất cả những cái tác phẩm mình viết hoặc những cái bài thơ hoặc là những cái tất cả những bài gì đấy mình xuất phát từ cái tâm của mình và xuất phát từ những cái hiểu về bản thân của mình và cuộc sống của mình đối với cha mẹ mình. Đấy, cho nên là từ cái gì đấy nhưng mình không có một cái gì cao xa, không có cái gì nó rộng lớn văn hoa gì cả, mà xuất phát từ cái trái tim của mình đối với người thân sinh ra mình, cha mình, mẹ mình, để mình viết cái đó. Thì tôi nghĩ cái đó là nó chạm đến trái tim của mọi người, và đó một cái điều để giúp cho nhạc sĩ và ca sĩ cũng thể hiện đúng cái nội dung cốt lõi của cái vấn đề đó đã đi ra. Vâng ạ, tôi cũng muốn nghe thêm cái chia sẻ của nhạc sĩ Xuân Hiền. Sáng tạo của tôi thì bao giờ nó cũng rất là đời thường và thực tế. Tôi là luôn luôn thực tế. Nếu mà tôi đọc được một cái tác phẩm của anh Tân thì tôi phải luôn luôn coi tôi chính là anh Tân thì tôi mới hiểu được cái nội dung, truyền cảm được cái cảm xúc của mình vào trong cái tác phẩm. Còn về mọi cái sự sáng tạo về nói về người cha người mẹ của mình thì tôi cũng như anh Tân và cũng như rất là nhiều người khác, đó là mình không phải sáng tạo gì nó cao xa hay viển vông gì đó, mà tôi là chính là thực tế. Trong đời thường tôi sống với bố mẹ tôi như thế nào thì trong cái tác phẩm nghệ thuật của tôi sản xuất ra nó cũng là như thế. Nó chỉ là tình cảm của người con đối với đấng sinh thành. Khi mà tạo ra một cái tác phẩm về đấng sinh thành, chính những người nghệ sĩ sáng tạo ở trong chính cái tác phẩm đó thì có thể nhìn thấu hơn cái tình cảm của mình. Thế và ở đây đó là về phía những người nghệ sĩ. Thế còn về phía cộng đồng, các anh chị cho rằng là những sáng tạo về các bậc sinh thành khi được cất lên nó sẽ có một cái tác động như thế nào tới với cộng đồng, và đặc biệt là trong cái việc kết nối giữa các thế hệ và mang đến những cái cảm xúc về tình cảm gia đình ạ? Và ở đây thì tôi lại rất là muốn nghe cái chia sẻ của nghệ sĩ Thu Hòa, bởi chị thì cũng là người mà đã thể hiện rất nhiều những cái tác phẩm về đề tài cha mẹ các đấng sinh thành rồi. Thu Hòa cũng hát rất nhiều những bài hát về đề tài mẹ, nhưng mà đề tài về cha thì đúng là lần đầu tiên Thu Hòa hát. Thì Thu Hòa hát đúng bằng về cái hình ảnh, về hình ảnh của một người cha của Thu Hòa. Ngày trước thì cha của Thu Hòa cũng hay hát chèo. Đấy, cũng vừa làm mộc rồi vừa làm những cái bờ cào để đi bán đấy. Ở ngày bán trước bán có 15.000 một chiếc. Có hôm cha Thu Hòa phải thức đến 2-3 giờ sáng để làm. Ngày trước nhà cũng nghèo. Thế khi mà vừa làm thì cha cứ hát cái bài mà em chẳng dám quên. Đấy, cũng hát cô từng gì anh ạ. Đấy, thì là cũng nghĩa là những cái từ đấy nó cứ văng vẳng vào đầu Thu Hòa. Đến bây giờ là Thu Hòa vẫn còn nhớ được những cái... Chỉ cần một đoạn anh ạ, một đoạn, nhưng mà bố Thu Hòa cứ hát đi hát lại cái đoạn đấy. Thế bây giờ mình vẫn... đi vào tim mình đấy. Bao giờ, vào đấy, và đến khi mà tự dưng rồi giờ mình lại đi hát chèo. Và cái bài Dâng Trao Khúc Hát Từ Tâm ấy, Thu Hòa bảo với anh Tân là anh ấy, cái bài này em muốn là về quê của em diễn. Đấy, vì có cái cảnh mà ngày trước em đi học ấy, đi học ở trường là bố Thu Hòa là lai bằng xe đạp ra cái cây đa cụt đấy, là để chờ xe, để bắt xe để đi lên Thái Bình hoặc lên Hà Nội học. Đến và bây giờ thì Thu Hòa bây giờ chọn ai để làm bố được? Thế mới nghĩ ra đúng tác giả. Ủa thôi anh ấy, thôi anh làm bố em đi. Thân đấy. Đấy, và những cái cảnh gần như là nó vẫn còn nguyên trong Thu Hòa, nên Thu Hòa muốn dựng lại. Và đúng là cái bài đấy khi mà được đăng lên kênh YouTube của Thu Hòa thì cũng được khán giả đón nhận rất là nhiều. Có nhiều khán giả bảo là Thu Hòa ơi hay quá, Thu Hòa làm anh nhớ lại một thời mà cha anh còn sống. Rồi là có khán giả thì Thu Hòa ơi anh vừa mới mất cha. Khi bà nghe bài này thì anh rất là cảm xúc. Cảm ơn Thu Hòa. Rồi rất là nhiều những khán giả mà là chia sẻ lại với Thu Hòa. Thì Thu Hòa cảm thấy như đấy là mình cũng mình rất là vui và hạnh phúc. Vì là mình gần như mình đã truyền tải được một phần nào đó được cái hình ảnh của một người cha, không những chỉ cha của Thu Hòa mà cha của những người cha của tất cả mọi người, và ai nhìn vào cũng thấy hình ảnh của người cha của mình ở trong đấy. Tôi nghĩ rằng là đối với những cái sáng tạo nghệ thuật đó, về những đấng sinh thành, và đặc biệt khi mà được cất lên vào Mùa Vu Lan nữa, nó cũng giống như là một cái sự tri ân của những người con dành cho không chỉ là cha mẹ của mình đâu, mà dành cho tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Đó, vậy thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay được phát sóng vào đúng mùa Vu Lan. Ở đây các anh chị thì cũng đã làm cha làm mẹ rồi, chúng ta hiểu hơn ai hết cái nỗi niềm của những người cha người mẹ dành cho con cái. Vậy thì anh chị có thể chia sẻ một điều gì đó với những khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay về mùa Vu Lan, về cái ý nghĩa của sự tri ân đối với những bậc sinh thành ạ? Thì chúng tôi cũng là những người đã có con, cũng đã nuôi dạy con, và thấy được cái sự nuôi dạy của mình mới thấy được cái công lao của cha mẹ. Mặc dù công lao của cha mẹ tôi thì cũng không được bao nhiêu lâu, vì tôi cũng trẻ, cho nên là không được sự nuôi dưỡng của bố mẹ nhiều. Nhưng mà qua cái sự nuôi dưỡng của bà nội tôi thay mẹ tôi từ lúc tôi còn nhỏ, thì tôi mới thấy được là cái công lao của người mẹ, người bố đối với người con là hết sức là quan trọng. Thì ngay tại bây giờ thôi thì chúng tôi là những gia đình có con, thì tất cả những hoạt động, những bước đi của con là bố mẹ lúc nào cũng đau đáu, lúc nào cũng lo lắng. Mặc dù lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng mình vẫn coi chúng như là đứa trẻ. Việc làm của chúng nó mình luôn luôn phải quan tâm. Thì đấy là một cái vấn đề mà người cha người mẹ có một cái tình cảm bao la, nó rộng lớn vô cùng. Cho nên là đấy là một cái vấn đề mà trong mùa Vu Lan này thì chúng tôi cũng rất mong muốn, cả ekip và anh em chúng tôi cũng rất mong muốn tất cả những người con hiện nay còn cha còn mẹ, hãy để cha mẹ vui và làm thế nào để cha mẹ sống tuổi già càng nhiều càng tốt cùng với con cháu. Con người Việt Nam mình có một cái phong tục rất là hay, phong tục mà hiếm có những cái đất nước nào có, đó là phong tục kính thờ cha mẹ, tổ tiên ông bà cha mẹ, thì rất là đáng kính trọng và chân quý ở cái tục của Việt Nam, cái tục thờ cha thờ mẹ. Và tôi cũng được làm cha rồi, cho nên tôi biết là cái nỗi lòng của người cha người mẹ đối với con cái của mình như thế nào, luôn luôn mong mỏi con trưởng thành, không cần thiết con phải giàu sang phú quý, miễn con trở thành người tử tế là cha mẹ là yên lòng. Thì cũng mong là tất cả các bạn trẻ còn cha còn mẹ thì đừng để cha mẹ mình buồn, không phải là mình không kiếm được nhiều tiền, mà hãy là một con người tử tế để cha mẹ yên lòng. Rất là tuyệt vời ạ. Cha mẹ mong muốn điều gì ở những đứa con của mình? Đó không phải là nhà cao cửa rộng, đó không phải là sự giàu sang, đó chính là cái sự tử tế. Mong muốn con của mình trở thành một người tử tế. Và có lẽ đó cũng là một cái điều mà chúng tôi cũng thực sự rất muốn chia sẻ đến với cả những vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trong mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng ta hãy báo hiếu với cha mẹ bằng chính cái sự tử tế của mình. Và nếu như ở đầu chương trình thì khán giả đã được đến với tác phẩm Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ, một bản phối rất là hoàn chỉnh, với cái phần MV được quay cũng rất là kỹ lưỡng và tâm huyết rồi. Thì trong chương trình ngày hôm nay, để kết lại chương trình, chúng tôi rất là muốn anh chị có thể gửi đến khán giả một cái phần hát rất là mộc của tác phẩm này ạ. Và cũng thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay như một sự gửi gắm đến khán giả vào mùa Vu Lan này ạ. Anh xem nhạc. Con về thăm mẹ chiều nay, tiếng chuông thanh thót mà day dứt lòng. Chốn Tây Phương mẹ biết không, nén nhang thơm con gọi thầm mẹ ơi. Vu Lan về, con nhớ mẹ, mẹ ơi. Lòng con quặn thắt đầy Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.